Xin chào cả nhà, cảm ơn các bạn đã đến với kênh của Thảo. Hôm nay Thảo sẽ chia sẻ một món ăn rất là bắt miệt, đó là món xà lách trộn dầu giấm cùng với thịt bò nhé. Xà lách trộn dầu giấm có vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh, cho nên món này thì chúng ta có thể làm một món khai vị hoặc là chúng ta ăn chung với cơm cũng rất là ngon các bạn ạ. Và bây giờ mời các bạn vào bếp cùng Thảo thực hiện nhé. Ở đây thì Thảo sẽ có nửa ký xà lách, hoặc là chúng ta có thể thay cải cà rôn cũng được nha các bạn. Và 400g thịt bò thớt, loại này thì nó mềm và dẻo rất là ngon. Cộng với nửa ký cà chua bi, một ít rau thơm các loại cùng hai quả ớt sừng. Và đây là tỏi, chanh, hành tây, một ít ớt hiểm cùng một số loại gia vị nha các bạn. Thảo sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê đường, cộng một chút tiêu và một muỗng tỏi băm nhé. Chúng ta sẽ trộn đều lên và ướp trong vòng 20 phút nha các bạn. Cà chua bi thì Thảo sẽ cắt ra làm tư. Còn hành tây thì mình sẽ cắt múi câu nha các bạn. Sau khi cắt hành tây thì mình sẽ ướp qua giấm đường một chút cho nó bớt hăng. Mình sẽ cho vào một muôi nước lọc và một muôi giấm. Cho thêm một muỗng canh đường. Và mình sẽ cho hành tây vào ướp một lúc nhé các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm nước mắm. Thảo sẽ cho vào đây 3 muỗng canh nước lọc, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm. Một muỗng cà phê tỏi băm. Và mình sẽ cắt vào khoảng 2 trái ớt hiểm. Vắt thêm nửa quả chanh nữa, vậy là xong nước mắm rồi các bạn. Đặt một cái chảo và cho ít dầu vào để chúng ta sẽ phi tỏi nhé. Mình sẽ cho vào khoảng 7 tép tỏi đã thái nhỏ vào để phi nhé. Sau khi tỏi đã vàng rồi thì chúng ta sẽ cho qua rây để lấy cái giơ tỏi phi thôi. Và bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào để xào qua. Và mình sẽ để lửa lớn để cho thịt bò mau chín nhé. Khi thịt bò đã chín khoảng 80% thì chúng ta sẽ cho hành tây vào để xào tiếp. Và mình sẽ cắt ớt sừng ra thành những lát mỏng. Khi mà đã xong hết mọi thứ thì bây giờ chúng ta sẽ trộn. Đây là cái chai sốt dầu giấm, cũng đã tương đối là đầy đủ gia vị. Nhưng muốn ngon hơn thì mình sẽ thêm một chút gia vị nữa nhé. Mình sẽ lấy khoảng 2 muôi sốt dầu giấm, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, và vắt thêm nửa quả chanh. Chúng ta sẽ khuấy đều lên cho tan gia vị nhé. Với nguyên liệu hơi nhiều thì chúng ta sẽ trộn làm 2 lần nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho rau xà lách vào, cộng thêm rau thơm các loại, cà chua, cộng thêm với ớt sừng và hành tây đã ngâm giấm đường, và cái hỗn hợp sốt mình vừa trộn nữa. Và mình sẽ trộn đều lên các bạn. Mình
mình sẽ trang trí lên viền đĩa một ít cà chua bi và sẽ cho salad đã trộn ra đĩa. Và mình sẽ cho thịt bò lên trên để trông bắt mắt hơn. Và cho thêm tỏi phi nữa. Và mình sẽ rắc thêm một tí tiêu cho nó tăng thêm gia vị. Cho sốt mayonnaise để món ăn thêm ngon nhé các bạn. Và mình sẽ trang trí thêm một chút cho đẹp nữa nhé. Món ăn đã xong rồi, mình mời các bạn dùng cơm nha. Gấp một miếng xà lách trộn thịt bò chấm qua nước mắm với độ chua cay ngọt của gia vị cộng thêm vị ngọt mềm của thịt bò và độ béo của sốt mayonnaise hòa quyện lại tạo nên một món ăn ngon và rất là bắt miệng. Chắc chắn sẽ rất là hao cơm đó các bạn. Món xà lách trộn thịt bò này ngày xưa mẹ mình thỉnh thoảng hay làm để cho cả nhà thưởng thức lắm. Cho nên đây là một món mà Thảo đã học lại được từ mẹ. Chúc các bạn thực hiện thành công và có bữa cơm vui vẻ sum vầy với gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.